Thưa quý vị, ngày này cách đây tròn 47 năm, ngày 30 tháng 4 năm 1975, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã kết thúc thắng lợi, miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất. Chiến thắng đã chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên của hòa bình, độc lập dân tộc, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội trong khi thế hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước tối qua chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng trị ngày 1 tháng 5 năm 1972 ngày 1 tháng 5 năm 2022 ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố lương nguyễn minh triết đại diện lãnh đạo thành phố đà nẵng dự lễ Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Quảng Trị có vị trí địa kinh tế, chính trị, quân sự đặc biệt quan trọng là điểm tựa lịch sử của cuộc trường chinh giữa nước của dân tộc Việt Nam. Quảng Trị, nơi vị tuyến 17 đi qua với dòng sông Bến Hải xinh đẹp đầy thơ mộng, nơi có chiếc cầu hiền lương hiền hòa. Chiến tranh khốc liệt khiến cho dòng sông Bến Hải và cầu hiền lương mang nỗi đau chia cắt đất nước, biến tình quê hương chia làm hai ngã rẽ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng sâu sắc rằng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, vượt qua thách thức, đổi mới, năng động, sáng tạo và bứt phá mới trong phát triển kinh tế xã hội. Trước mắt phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước đến năm 2025.